Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cặp đôi viral 1/10 sang cảnh với full up tình hàng hiệu. Từ phiên bản nguyên thủy, các cặp đôi Honda Viral 1/10 độ đã trở thành một cái siêu đẳng cấp với rất nhiều món đồ chơi xe máy giá trị. Đỉnh cao là các hiệu đình đám như Rainbow Harlin. Mời các bạn cùng xem qua cặp đôi bên dưới đây. Cái phần tái thắng của cặp đôi này được độ rất giống nhau như cái cụm Rainbow Costa tích hợp bình dầu đời AMCNC nguyên khối làm ổ chỉ dầu. Tuy nhiên theo như mình thấy thì chỉ cần ở dùng cái chiếc cụm công tắc của CB605F, còn một cái chiếc hướng tới hiệu Domino với cụm tăng tốc vàng để có cụm đề máy tích hợp tắt máy nhanh. Xấu cho mình cái cặp mâm Raceboy 8 cây, nhưng cái điều thú vị là hệ thống phanh của hai chiếc xe đã khác nhau hoàn toàn. Một bên ứng dụng có con theo dọc anh cho 2 bit đối xứng đi cùng đĩa thắng đồ chơi đắt tiền, còn một bên là ứng dụng cái đĩa của Rainbow Oversize kết hợp cùng với theo là phanh đồ của bit đối xứng, cũng là sang cảnh không kém phần. Cổng dầu heo của hai xe được bấm đầu khác nhau bởi những vị trí ốc dầu của hai con heo là khác nhau. Cái giảm sốc sau ứng dụng cho mình là phục Harlin bình dầu liền nằm trên. Chiếc xe có lực đàn hồi thì cực kỳ mãi hơn, đi cùng với kích thước tì lớn giúp chiếc xe vào cuộc cũng nhẹ hơi nhàng hơn, không bị sảng lách khi đưa độ cao. Cái phần tem trên bình dầu cũng được minh lại phong cách là cái phục tinh X. Và đây là cái góc cận cảnh hơn của cặp đôi hoàn hảo. Exciter 135 nâng cấp một cái đẹp cổ điển không bao giờ lỗi thời. Cái chiếc Exciter 135 4 số dưới đây, theo chia sẻ từ người chủ thuộc cái đời năm 2006. Tính thời điểm hiện nay thì em ấy đã có tuổi đời khoảng 14 năm. Trải qua chừng ấy cái khoảng thời gian dù muốn hay không, nhưng chi tiết trên xe cũng bị xuống cấp một cách là nghiêm trọng. Chính vì thế người chủ đã chi ra khoản tiền là không hề nhỏ để tân trang lại toàn bộ chi tiết bên ngoài, cùng với đó là trang bị thêm những món phụ tùng đồ chơi thực chất. Tất cả những chi tiết đều được làm mới hoàn toàn, bao gồm cả phần bình xăng bên trong cũng được sơn lại, những ốc cũng đã được thay hoàn toàn mới. Trang đầu chế lại phần bờ cổ để dùng cho mình đồng hồ Casio ASN với nhiều chức năng đo đạc đồng hồ sim thì không có được. Vì vậy phải không phải đồng hồ dành cho cái chiếc Exciter, nên đồng người thợ phải đi lại cái phần dây điện bên trong với hiển thị đầy đủ các chức năng của mặt đồng hồ. Cái phần đọc cái máy trên giờ cũng bằng cái mắt điện tử chứ không phải dùng cái dây cơ như cái đồng hồ nguyên thủy. Hai bên là cái cụm công tắc NVX, cái thùng CV giữa cũng là những thay đổi giúp chiếc xe đẹp hơn và tối ưu hơn trong quá trình sử dụng. Chi tiết lốc máy là hoàn toàn mới, được xử lý lại hết cứ như một chiếc xe vừa mới lăn bánh được vài ngày chứ không phải là 13 năm. Cả đến hệ thống ống xả cũng trở nên mới mẻ hơn, nước sơn chống cháy vẫn còn đen, chưa có dấu hiệu han rỉ hay xuống màu. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay heo dầu phanh đồ 2 bit đối xứng đi cùng đĩa gaffer kích thước là 260. Hai món đồ chơi được bắt vào xe thông qua phát heo và đất lòng, được gia công bằng cái đẹp nghiêm CNC, được tạo màu xung quanh là Okinam điện pha lê xanh tím. Bên cạnh còn có sợi dầu đen nhỏ là cái mắt đọc của máy giờ của đồng hồ Casio mà mình nói ở phía bên trên. Cái giảm tốc sau được thay bằng cây phục VS bình dầu rời phiên bản mới nhất, với điểm nhấn là tên hiệu là sản phẩm được khắc trực tiếp trên bình dầu cực kỳ đẹp, nó bật công sợ bị van mất chữ trong quá trình sử dụng lâu dài. Sản phẩm được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exciter 115 sử dụng nên cũng không cần chế cháo hay minh lệch bất kỳ chi tiết nào. Chàng chân nhẹ nhàng hơn với cái niềm nhâm XL ASEAN cho chiếc sơ đồ thêm chút tinh tế nhẹ nhàng, sáng bóng di chuyển trên phố bất kỳ ngày hay đêm. Cái phần về sau cũng được bắt thêm cái mắt mèo phản quang khi làm kiển cho giống với phong cách bãi lại, cần giúp chiếc xe an toàn hơn khi chỉ ở trong đêm tối thiếu ánh sáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, tiếp nhớ like và subscribe.